Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm kiếm tiên vũ số 1. Sau 3 tháng thay chậu, thay giá thể. Hôm nay chậu kiếm tiên vũ số 1 này ra hoa lần thứ 3. Mấy lần hai lần trước ra hoa thì tôi cũng đã có quay và chia sẻ đến quý vị và các bạn chiêm ngưỡng rồi hôm nay ra hoa lần thứ ba thì cũng rất là đẹp tuy nhiên là cái cần hoa thì nó chưa được dài như hai lần trước và màu sắc thì nó hơi tối hơn hai cái lần trước trong năm 2022 cần hoa dài hơn như vậy và màu sắc tươi sáng hơn có thể nói là đẹp hơn các bạn ạ. Thì đó cũng là một cái sự biến thiên nhỏ của cái cây kiếm số 1 nói riêng và các dòng kiếm nói chung. Ra hoa tùy vào tháng, tùy vào dinh dưỡng, tùy vào nắng mà nó sẽ có được những cái màu sắc rồi cần hoa, khuôn hoa là khác nhau. đặc trưng của cái bông số 1 đó là cái lưỡi bệt các bạn nhé. Lưỡi bệt màu hồng hoặc là tím hồng hoặc là đỏ hồng hoặc là tím đỏ. Tùy nó sẽ có sự biến thiên, nó cũng không có không có bông nào giống bông nào và cũng không có cần hoa nào giống hoàn toàn cần hoa nào cả. Nó sẽ khác biệt một chút. 2 4

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 bông. Về cơ bản thì cần hoa khá là lớn. Cái bản lá của cái cây kiếm số 1 này của tôi ở trong cái chậu này là chưa đạp nha các bạn. Hôm trước tôi có mấy chậu bản lá 6 sen và hơn 6 sen cây mập hơn. Giả hành căng hơn. Cái này có lẽ là cần phải thêm một lứa nữa thì mới thực sự đẹp được. Chậu này tôi thay sang đây, tôi trồng bằng giá thể New Jitaki. New Jitaki nó là một cái sự phối trộn tuyệt vời cho Ươm ki và trồng kiếm. Ở bên dưới á, là tôi có một cái lớp phần thông minh tan chậm của Hàn Quốc 2010 và viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn. Thì cái quá trình thay cái chậu này tôi đã quay clip rồi. Bón như thế nào, bón cái gì tôi cũng đã quay clip rồi. Đã đăng rồi nhé các bạn. Các bạn có thể tìm lại cái clip đấy để các bạn xem thêm. Và cũng chia sẻ với các bạn là cái mùa này Cũng rất là thích hợp để chúng ta thay chậu, thay giá thể Sang chậu nha Ví dụ như cái chậu bản lá 8 sen và 8 sen 8 này Tôi cũng vừa mới sang chậu, thay chậu Thay giá thể Cũng là New Jitaki. Và cái chậu này là phi 60 Cao khoảng hơn 30 sen đường kính miệng là 60cm Thì trong cái chậu này là tôi bón vào đây là khoảng tầm 1 cân Viên nến dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt Đó, thì tôi cũng đã quay clip rồi Có lẽ là sẽ đăng trước cái clip này các bạn ạ Thì các bạn xem thêm nhé, để biết thêm cái cách mà tôi triển khai làm sao để luyện Hiếm mà từ một cái cây mẹ cái mẹ nó 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 nó, già quá nó rụng hết lá rồi cây mẹ bản lá có một sen rưỡi thôi rồi nó ra được bản lá 2 sen rưỡi xong rồi đến bản lá 5 sen 6 sen 8 sen rồi gần 9 sen chỗ này tôi có một uh, chậu kiếm tiên vũ thanh hòa bản lá hơn 5 sen hôm nay hoa gần tàn quên mất không kịp quay clip để chia sẻ với các bạn nhưng mà về cơ bản thì cái khuôn bông các bạn thấy không khi mà nó gần tàn nhưng mà vẫn giữ được cái cái khuôn bông đẹp bay cân đối hài hòa và đặc biệt là nó không phải là màu vàng tươi và nó có một chút cái sắc xanh cho nên cái bông này mới gọi là bông thanh hòa củ thì cũng rất là đẹp đúng không các bạn củ nhìn nó tròn trịa mà nó cái bệ nó bóp cũng khá là khít ngoài ra thì lá cũng bóng mướt mỡ và bản lá cũng lớn tiên vũ thanh hòa bên trong cái chậu tiên vũ thanh hòa là một cái chậu kiếm tiên vũ của huế cây mắm của Huế thân thủ cũng tốt, bản lá được khoảng hơn 6 cm. Và hôm nay nở hoa cũng khá là ổn. Trời nó không còn nắng cho nên là màu sắc thì nó chưa được tươi lắm, nhưng mà như thế này thì cũng ổn rồi đúng không các bạn, cũng được. Cánh bay và khuôn bông cân đối hài hòa. Chơi bông này hay phết đấy các bạn ạ Thơm Và cần hoa này cũng dài nhé Cần hoa này dài hơn 1 mét rồi Một cái cần hoa mà có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 bông Cũng ổn chứ đúng không các bạn có 41 bông trên một cần hoa. Trời hay phết đấy các bạn ạ. Nói chung là thân thủ đẹp, khuôn hoa đẹp, cần hoa thẳng tắp tầm tập luôn. Có mỗi cái là màu sắc thì nó chưa được rực rỡ lắm thôi. Cây bạch cầu Hôm nay là nở lần thứ ba ở trong năm 2022. Lần thứ ba hoặc là lần thứ tư, tôi cũng nhớ mang máng thôi. Vì là thời gian qua thì cây này nó nở liên tục. Không biết, không biết có phải là lần thứ tư không? Nhưng mà chắc chắn là phải là lần thứ ba hoặc hơn, chứ không thể nào lần thứ hai được. Hoa rất là thơm. Lúc đầu thì nó là một cái kỳ Tôi nhét vào trong một chậu Chậu đất Với giá thể là dớn vụn New Zita Sau đó là nó phát triển lên cao quá Nên tôi mới treo ngang cái chậu ra Và máng và hàng rào Hòa thơm lắm các bạn ơi Nhìn rất là sướng luôn đấy bữa nay trong giàn của tôi thì cây bạch câu có hai giò bạch câu đang nở bây giờ bạch câu thì nó có nhiều cái thể loại lắm các bạn có thể loại lùn mà béo ú luôn có thể loại thì dài nhưng mà ốm có thể loại vừa dài vừa béo và có thể loại vừa ngắn vừa còi thì ở giàn của tôi hiện tại đang có hai loại cái loại này là dài mà béo rất là béo nha to chả bá luôn này hoa thì thơm như nhau thôi bạch cầu hoa trắng tinh Nhìn khá là phê luôn đấy các bạn ạ Nhìn thích thật đấy ờ, Cái giả hành của nó ra hoa rồi Mình đừng có cấu đi nhé Hay đừng có cắt đi nhé các bạn Nó lại ra hoa nữa Nó cứ ra hoài ra hoài vậy đó Một cái giả hành có khi nó phải ra hoa 3-4 lần ấy, Có khi 5 lần ý Thích lắm Nó cứ dài xong rồi lại ra hoa lại ra, lại ra cả kỳ nữa Cây này thì trồng cực kỳ dễ Bể cái kia này một phát nhét vào trong chậu Máng và hàng rào Đổ tí vỏ thông New Zita vào vậy là xong Cây cẩm báo vàng đốm tím Hôm nay còn đang e ấp Chưa nở hẳn Nhưng cơ bản thì Bây giờ cẩm báo nó cũng khá hiếm Nó không có dễ tìm như ngày xưa nữa Ngày xưa thì dễ tìm hơn Cẩm báo này nó bền lắm các bạn ạ Chơi hoa có khi phải 2 tháng Cây cẩm báo là một cái cây dễ gió Nhưng mà để trồng ở xứ lạnh mà đạt ấy, Thì các bạn nên cho vào trong chậu Sau đó thì cho phân vào Cho vỏ thông vào là xong ngoài ra ở ngoài này của tôi thì bữa nay tự nhiên lại nở ra được rất là nhiều cây u lồi u lồi năm nay nở theo kiểu không hiểu nổi bình thường mọi năm u lồi nở tết tết mới nở nhé vậy mà năm nay nở sớm à nở muộn chứ sớm cũng chẳng phải sớm muộn không phải muộn mùa hè mà không hiểu được đâu Nói chung là hoa rất là bền, hoa chơi phải 20 ngày mới tàn, cực kỳ là tươi luôn. Sáng màu, dễ ra hoa nhưng mà khó chăm sóc, khó trồng. Cây này là một cây khó trồng, khó chăm sóc. Vì lá nó rất là mỏng. Và trong cái bộ sưu tập lá mỏng đó của tôi thì có cả cây kiều tua. Hay còn gọi là thủy tiên tua là lá mỏng Cái này là tua cả ở cánh luôn nha các bạn Cánh tua, môi cũng hơi hơi tua một tí thôi Môi có lông Còn lại cánh thì tua Cây lá mỏng ấy Nó nhạy cảm với phân thuốc lắm Cho nên là hạn chế dùng phân và hạn chế dùng thuốc chỉ bón ở gốc thôi tam bảo sắc dáng hương tam bảo sắc hiện tại là tôi phát hiện ra là tam bảo sắc ở trong vườn nhà tôi nó có khá là nhiều kiểu màu khác nhau không có giống nhau nhé có màu thì nó nâu có màu tím tươi có màu tím nhạt có màu tím đậm hoa thì thơm ngọt ngào lắm hoa thơm rất ngọt ngào Sướng lắm các bạn ạ Đi vào trong giữa một cái vườn tam bảo sắc khoảng gần 1.000 cây Như này Mà nó nở hoa thì nhìn sướng Vừa sướng cái con mắt mà Cái lỗ mũi thì phải nói là phê thôi rồi luôn Ở đây có vô tình có một cái giò tam bảo sắc nó rớt xuống Tôi mới đặt lên trên cái khay Độ ẩm cao hơn Rêu này độ ẩm cao hơn Khi mà độ ẩm cao hơn thì tôi thấy cây nó phát triển đẹp hơn Và hoa đạt hơn Các bạn xem màu tươi không Nhìn rất thích đúng không các bạn này. Hai vòi hoa Một vòi hoa này dài khoảng 25cm cái phần hoa thơm thật đấy sướng ơi là sướng luôn các bạn ạ còn ở đằng này thì tôi treo ở trên giàn không đạt lắm thiếu nước thiếu độ ẩm thừa nắng cây nó vàng thiếu phân nữa và cái đợt trước khi mà tôi mới chuyển giàn vào đây á tôi có một cái quyết định sai lầm đấy là cắt trụi hết dễ đi để dễ dàng vận chuyển thì sau khi mà vào trong này đã bị sốc khí hậu sốc nhiệt độ lại còn bị trột nữa như vậy là cây nó lên nó mất rất là nhiều thời gian để nó phục hồi đến hôm nay thì tôi thấy bắt đầu có dấu hiệu phục hồi lại dần dần rồi nhưng mà vẫn chưa đạt được cái mức độ đỉnh cao như ngày nào dáng hương ta bỏ sắc là một cái giống lan dáng hương trong chi dáng hương chi dáng hương nó có khoảng chục loại nó có sóc lào này à, sóc sóc lào rồi cáo hồng nhạn hoàng nhạn bạch nhạn quế lan hương Nói chung là khoảng chục loại Quế nâu Rồi môi quạt Đây là cây sóc lào Cây sóc lào các bạn ạ Cây sóc lào á thì mua hàng ký rất rẻ Nhưng mà để trồng lên được một cái cây thuần ở vườn khỏe và đẹp Thì lại khó vì tỷ lệ chết của cái cây sóc lào khi mình mới trồng ấy, rất cao nhé Vườn nào mà chăm đạt ấy, thì chết 20% chăm mà không đạt ấy, thì chết khoảng 60% cho nên cái tranh lệch về giá của cây sóc lào thuần chậu thuần vườn bán theo kiểu tác phẩm tranh lệch rất là lớn với cây sóc lào mua hàng ký Thành ra là khi mà trồng cây sóc Lào này Thì hầu như là không cạnh tranh lại được với người bán hàng ký Cạnh tranh không lại luôn Đâm ra là hiện tại trên thị trường ấy những cây sóc Lào mà thành phẩm Là có thể nói là ế hơi nhiều đấy Vì cạnh tranh đâu có lại so với lại những người bán hàng cân đâu Cây sóc lào thì cái lá nó rất là dày các bạn ạ Và sóc lào nó có nhiều loại lắm Nó có cái loại lá to mà ngắn Có loại lá nhỏ mà dài Thì đây là lá to mà ngắn này Lá to mà ngắn này các bạn Các bạn biết không cây sóc lào này trồng ở xứ lạnh như tôi ấy, Trồng vào trong chậu là đạt nhất còn trồng lên gỗ là không ăn thua đâu để tôi mời các bạn ngắm cây sóc lào ngắn à lá nhỏ nhưng mà dài nhé đây các bạn này lá nhỏ nhưng mà dài này đây là một giống sóc lào khác không giống cây kia cái cây này hoa của nó thường thì dài hơn thường thôi nhé thường thì lá dài thì hoa dài lá ngắn thì hoa ngắn nhưng đấy chỉ là thường thôi chứ còn thực tế mà nói thì nếu mà chăm đạt ấy, những cây lá ngắn hoa cũng rất là dài và mọi người thì rất hay nhầm lẫn cây sóc lào với lại cây sóc ta đây là cây sóc ta nhé sóc ta này đang có hoa luôn đây tôi treo hơi cao một chút thì trong cái giò sóc ta này có mấy cây sóc lào để tôi bỏ xuống mời các bạn xem đây hoa sóc ta này hoa sóc ta thì nó không có mùi thơm đâu có khi còn hơi hôi hôi ấy. các bạn thấy này hoa cây sóc ta là nó mỏng hơn này cây sóc lào lá nó dày hơn cây này bệnh rồi này chết thật sóc cây sóc này để ở trên cao ấy nó không phù hợp lắm nó không thích cái khí hậu nắng nhiều quá nó thích được che nhiều hơn nói chung là cái cây này nó bị côn trùng nó cắn và từ những cái vết cắn của côn trùng ấy nó mang vào cái mầm mầm bệnh nấm cái này gọi là nấm thán thư cái này chắc phải cắt thôi ồ có dấu hiệu khỏi rồi các bạn ạ các bạn xem này cái lá nó lá mới ra nó không bị lây là nó khỏi đấy bây giờ mình chỉ cắt những cái lá cũ bị bệnh đi là xong thôi không cần phun thuốc ổn rồi đấy nói chung là sóc ta và sóc lào chơi đều đẹp nhưng sóc ta chỉ được cái đẹp mắt không đẹp mũi sóc lào thì đẹp cả mắt đẹp cả mũi có nghĩa là thơm đấy các bạn sóc ta thì không thơm nhé thậm chí là hôi vàng ninh hòa là sần cây uh, ban đầu khi mình mới trồng nó sần cho nên là ra đến con cháu Chắt chút chít thì nó cũng vẫn cứ sần thôi không hết sần được các bạn ạ sần này do virus chịu thôi hòa thơm phết nhìn nói chung nhìn cũng phê về cơ bản thì cái cây lá sần này giá trị nó thấp Giá trị thấp hơn cây lá láng rất nhiều luôn Cái chậu này mà lá láng ấy, Nếu mà bán thì bèo nhất cũng phải được tầm triệu rưỡi Nhưng mà lá sần như này bán được khoảng 5-600 là may mắn lắm rồi Nói chung là những người chơi hoa đơn thuần ấy, Họ không quan tâm đến lá thì họ mới mua những cây lá sần để về chơi. Còn nếu mà những người cầu toàn uh, theo đuổi sự hoàn hảo ấy thì cho người ta cây lá sần này có khi người ta đánh cho. Cho nên tùy gu mỗi người. Trời không còn nắng. Quay clip nhìn nó không được đẹp lắm các bạn ạ. Chắc tôi phải tạm dừng quay clip ở đây đã Đợi lúc nào còn nắng rồi quay tiếp Bây giờ tôi phải đưa cái con này về nơi chín suối đó 8 suối hay bảy suối gì cũng được Tóm lại là phải tiện nó lên đường Vì cái tội Dám gặm cánh hoa Cây này cũng là cây sóc ta nhé các bạn dáng hương cáo dáng hương đuôi cáo tên khác là cây cáo bắc hoa rất thơm hoa này bền đấy các bạn ạ nếu mà không bị mưa tưới trực tiếp vào bông và không bị ăn phân thuốc trực tiếp thì có thể nó sẽ nở từ 15 đến 20 ngày mới tàn. Đây là cây lan thuộc chi dáng hương Và nó cũng có rất nhiều sự biến thiên Nó biến thiên về cách ra, cách nở hoa Có những cái cây thì nó ra hoa đuổi Ra hoa đuổi nghĩa là nó sẽ không nở đều như vậy mà những cái bông ở gốc của cần hoa sẽ nở trước Xong nó sẽ nở dần 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 ra đây Đó là bông cáo mà hoa đuổi Thường thì hoa sẽ đậm hơn còn có những cái bông thì có những cây thì hoa, cần hoa, vòi hoa, phân nhánh Phân nhánh có nghĩa là cái cần hoa nó sẽ chia ra làm nhiều nhánh Một cần hoa nó có thể ra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nhánh Thì những cây mà phân nhánh ấy, giá trị của nó sẽ rất là cao Và cây cáo thì chúng ta trồng nó ẩm một chút Ít nắng một chút Cây sẽ đẹp Nhiều nắng quá là đảm bảo cây sẽ khó đẹp và khô á thì giá thì cái lá ở gốc nó sẽ bị rớt mất. Cho nên mình muốn là đẹp ấy, thì nên trồng ẩm. Nước sạch nha các bạn. Còn nếu mà trồng vào trong chậu thì bón dễ hơn. Cái con này nó đang ăn hoa đấy các bạn này, rất là có hại nha, nên tiêu diệt nó đi. Hôi lắm, con này rất hôi. Nếu mà các bạn trồng ở trên một cục gỗ như này các bạn nên bọc thêm dớn. Còn nếu trồng trong chậu á thì đây là trồng trong chậu này, trồng trong chậu như vậy thì cây sẽ đẹp hơn, mỡ hơn. Tôi cũng mới trồng ở đây thôi. Và dễ bón phân hơn. Dễ trưng bày hơn. Nên cái hướng của tôi thì tôi vẫn muốn chia sẻ với quý vị là nên trồng trong chậu. Chậu gỗ, chậu đất, chậu nhựa gì cũng được kiếm tiên vũ flat thì phải hình như gọi là flat cây này tên là tiểu hương giang tiên vũ tiểu hương giang nhìn xa thì cũng khá là giống bông hoàng hồng nhưng mà đến gần thì nó sẽ có nhiều sự khác biệt đặc biệt là cái lưỡi của nó rất là độc đáo sạch lưỡi sạch sáng màu hoa thơm nhé các bạn cây này tôi đang cố luyện để cho củ nó to ra và lá nó ngắn lại bản lá nó rộng ra hơi khó một chút bữa nay trong vườn tôi có một cái cây hồ điệp ở trong chậu mà nó ra được ba vòi hoa cứ hết hoa ở cái mắt này thì nó sẽ nảy hoa ở mắt khác nảy thêm một cần hoa khác nó phân nhánh ra hoa rất nhiều và quanh năm luôn tính ra như vậy thì ở cái cái chậu này có một cây thôi một cây nhé các bạn chậu phi 20 Ben 01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt và phân thông minh tan chậm 20 10 10 sơ dừa bột một chút ở bên trên còn ở bên dưới nó là vỏ thông vụn thì tính ra bữa nay là cái chậu này nó ra được 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 cả nụ và bông. 31 luôn. Ghê không các bạn? Chỗ này là tôi để ở dưới một lớp lưới. Để ở trên sạp. 2 đến 3 ngày thì tôi mới tưới một lần. Bên cạnh đấy thì trong cái sạp này còn có những cây như là cây hoàng nhạn Đấy, cây hoàng nhạn tôi trồng ở trong chậu rất đạt luôn tôi cảm giác như hoàng nhạn nó ở trong chậu nó đạt hơn trồng ở trên gỗ trên lũa nhiều lắm thì cái cây hoàng nhạn này ấy, là tôi trồng bằng vỏ thông new zita sau đó là tôi bón vào trong này là ben một và 20 10 10. Chỉ có hai thứ đó thôi. Cũng là hai đến 3 ngày thì tưới một lần. Tôi cũng không phòng bệnh và cũng không chữa bệnh. Tất cả những cây hoàng nhạn trong vườn của tôi, bất cứ cây nào bị bệnh thì tôi đều cắt vứt. Lá nào bị bệnh thì cắt vứt, xịt cồn nó vết cắt. Ví dụ như đây này, cắt bỏ đi, vứt thôi. Đó. Chứ không chữa, không hề chữa bệnh. Đây là bông thập hoa ám các bạn ạ. Được cái rất đặc biệt là cái mũi của nó tím đậm. Nhìn rất xinh nha các bạn. Cái này là tôi ươm ki đấy. Tôi ươm ki ở trong một cái chậu phi 14. bốn, bây giờ là năm 2. Những cái lá của năm nhất thì nó đã vàng và chuẩn bị rụng rồi, già rồi. Đến năm 2 đang nảy mầm đây. Thập hoa tím đậm. Rất đậm. Bây giờ là nó nở lần thứ tư trong năm nay, trong năm 2022. Nở lần thứ tư đấy các bạn, chuẩn bị nở đến lần thứ năm rồi đây này. Thật ra nếu mà nói đến nở lần thứ năm thì có khi là còn chưa đủ ấy. Hoa này có lẽ gọi là hoa quanh năm thì hợp lý hơn nụ này các bạn nụ này bên này này đó hoa rất đậm và chơi trời... dễ chơi lắm tôi chuẩn bị cắt để tôi ươm kỳ đây mấy hôm nay thì khi mà quay clip về cái cây hoa thập hoa đậm này lên thì cũng khá là nhiều người hỏi giống nhưng mà rất tiếc là chưa có giống để chia sẻ thì mình cũng sẽ cố gắng mình ươm một số ki lên để chia sẻ thêm hoặc là kiếm thêm. Còn đây là cây thập hoa năm cành trắng mũi hồng. Cây này là một cây hiếm. Nhìn nó rất là tươi tắn và xinh. Nhìn rất đáng yêu luôn. Giống này hiếm nha các bạn. Cây này cũng là một cây đột biến Tôi mua 3 năm rưỡi trước 3 năm trước đắt lắm Đắt khủng khiếp luôn ý. Tính ra đợt đó mua là 5cm là 100.000 5cm Sau đó thì tôi trồng vào trong một cái Đĩa dớn Bữa nay sau 3 năm Nó mới được như vậy Chắc sắp tới tôi cũng phải ươm kỳ để kiếm thêm tí thu nhập thôi. Cũng hơi hơi nhiều rồi. Sơn, thủy tiên, mắt, nâu, đen. Lên hình thì nó có một chút sắc đỏ. Nhưng thực tế mà nói thì nó là sắc nâu đen. Gọi là mắt đen cũng được. Một khuôn hoa cánh rất là bay mắt đậm rõ ràng sắc nét và cánh sáp rất đẹp tôi đang nhân giống thêm sơn thủy tiên thì ở đây á, tôi đang có khoảng tầm ba chục chậu sơn thủy tiên đang trong quá trình nhân giống sang năm có lẽ là cũng no cơm ấm cật đấy các bạn tôi trồng bằng new zitaki Mới trồng thôi Đang chờ Ở trong chuồng cọp Bữa nay tôi có một cái bông gì đấy Nó nở Khá là hay Tôi uh, giao lưu được cái cây này Bây giờ quên mất tên rồi các bạn ạ Không nhớ tên gì luôn ý Hôm trước uh, Có một anh tình thương mến thương Anh ấy chia sẻ cho một tép Bữa nay nó ra được uh, Một uh, vòi hoa đây là một cái mầm xoáy thì đúng hơn hay là vòi hoa xoáy cái vòi hoa này nó có dễ rồi như vậy thì khi mà mình cấu cái hoa này đi thì cái gốc của cần hoa này này nó sẽ nảy mầm bông này cánh bay sáng màu xanh xanh ngọc ngọc lưỡi hồng rất hay nha các bạn nhé Xanh Huế hôm nay lại nở Một chậu nở này Hai chậu nở này Xanh Huế một năm nó nở chả biết bao nhiêu lần luôn Cứ nở liên tục như vậy đấy các bạn Cơ bản thì tất cả những cây xanh Huế trong giàn của tôi bữa nay đều đã có hoa À, cho nên là khi mà tôi giao lưu hay chia sẻ hay là bán những cây Huế này Thì hoàn toàn là yên tâm, không cần bảo hành nữa Rất là chắc chắn nó là cây xanh Huế, không cần bảo hành Kể cả cây vị hoàng cũng vậy, vị hoàng nở cực kỳ nhiều luôn Các cái clip trước tôi đã chia sẻ, các bạn xem rồi đó Hôm nay mình sẽ không đi sâu vào kiếm lắm Chúng ta sẽ đi vào những cây khác Thì bữa nay có một cây rất đặc biệt là cây V-Queen. Cây V-Queen vừa mới nở hồi sáng nay, còn đang e ấp đây. Đây là một cái bông hoa khá là đặc sắc của Hòa Bình. Tôi được uh, sự chia sẻ của anh Vũ Tuấn Anh ở ngoài Hà Nội. Cách đây 2 năm, từ một cái ki nhỏ xíu thôi. Thì bữa nay là đến năm thứ hai Cái này là mầm năm 2 này Bữa nay ra hoa Ngày mai chắc là sẽ rất là đẹp Bông này thì mắt đậm Phân thùy Cánh bầu nha các bạn Và màu tím rất đậm Phải tiếp tục chờ thôi Mai chắc là sẽ đẹp lắm bông uh, hồng K1. Cây K1 mà tôi trồng bữa nay nó thành lá mít luôn này các bạn này, tròn xe luôn này. Đấy. Lạ thật, không biết nhà các bạn trồng cây K1 nó có lá mít không? Thì nở ra được hai bông, còn một cái nụ. Bữa nay mới là ngày đầu thôi, cho nên là nó sẽ chưa có Tôi chưa thấy nó bay. Không biết được bông này có bay hay không. Màu tươi đúng không các bạn. Tươi tắn. Chậu này là tôi chuyển từ một cái chậu nhỏ sang chậu lớn. Giá thể New Jitaki. Và tôi bón Ben 01 ở bên trong đây này. Đấy. Tôi trôn ở bên dưới New Jitaki. Và tôi bón vào trong này cả 20-10-10 cái hoa này là hoa tự nhiên không kích không ép màu hay phết các bạn ha và cánh nó bóng mắt rất là đẹp luôn thùy thì cực kỳ sạch chuẩn hồng luôn này các bạn không có một cái điểm nào mà chê trách được cái bông này thì bây giờ tôi cũng không nắm được cái giá của nó chắc là nó cũng không cao đâu các bạn ạ Hai năm trước thì khi mà tôi đi quay clip thì tôi được chia sẻ một một cái kỳ bé bé Kỳ dài khoảng 8 sen Năm ngoái nó chưa có hoa cho nên là không dám chia sẻ Năm nay thì có hoa rồi yên tâm Rất là yên tâm luôn Công nhận là bông to thật bông hồng K1 nha các bạn Cánh nó là thuộc loại cánh dài Gốc của cánh nhỏ Thân thủ thì cây này thuộc thể loại gọi là đua Không phải là thuộc thể loại thân thủ phi phàm Đốt của nó khá là dài Cây này làm ki cũng dễ Cây này tôi đã thấy những cây mà nó cao gần 1 mét À quên gần 2 mét cây cao gần 2 mét luôn cũng một thời giá trị của nó khá là cao các bạn ạ bữa nay thì chắc là ngang ngửa năm cánh trắng phú thọ thôi cát lay da một cái thể loại cát lay da hai lá giả hành hai lá phê thật dớn vụn nha các bạn trúc lan epidendrum hôm trước tôi có làm một cái clip chia sẻ về kỹ thuật trồng và chăm sóc trúc lan sau khi mà chia sẻ xong cái clip đấy thì cũng ấm no hạnh phúc phết các bạn ạ đây là cây cát tôi cũng không biết tên tuy nhiên là hoa nó rất to và thơm đây là cây cát một lá Nghĩa là giả hành có một lá này Thì cái cây này ấy, là tôi trồng cũng được 2 năm rồi Và hoa là hoàn toàn là tự nhiên, không hề kích hoa Và tôi bón rất đơn giản thôi 20-10-10 và Ben 01 của Hùng Nguyễn Có nhiều người nói là cát lê ra phải kích này kích kia rất khó ra hoa thì cũng đúng thôi không phải cây nào giống nào cũng dễ ra hoa đâu cái giống mà nó dễ ra hoa đó thì chẳng cần kích gì hết nó cũng ra hoa còn cái giống mà khó ra hoa đó thì chúng ta phải kết hợp giữa bón phân cho nó nhiều nắng thì nó mới ra hoa được chứ còn nếu mà không đủ nắng nó không thể ra hoa được các bạn nhé cây này là cây như... nhạn hoàng nhạn không biết là cây này của vùng biển nào nữa nhưng mà lá này bản lá này to phải 5 cm tròn xe luôn và hoa rất là khít sai hoa khít và cực kỳ thơm luôn các bạn ạ Bên này lại có một chậu cát nữa, nhiều hoa thật. Và đây là một cái chậu cát mà tôi thấy là nó có sự đổi màu khi mà nó nở. Các bạn quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy. Nụ ở bên này xanh ngọc này. Hoa nở ra nó lại là màu tím đậm. Đấy. Cùng một cây. Cùng một mẹ mà khác biệt này các bạn nhé nhìn này họ nụ này, nụ này màu xanh nhé nụ này tím này nụ này lại vừa xanh vừa tím nhạt nhạt này. bông thì tím đậm cũng không hiểu được cái cơ chế nó như thế nào cùng một cây đấy các bạn rõ ràng là có một cái sự biến thiên không hề nhẹ ở trong cái chậu này cây này thì dễ ra hoa đến mức độ thế nào các bạn cũng biết rồi tôi chỉ treo ở dưới một lớp lưới thôi 2 đến 3 ngày tưới một lần. Ngoài ra thì trong giàn của tôi bữa nay còn có cây cây nhạn của Thái. Một cây nhạn Thái. Tôi trồng ở trong chậu đen rô. Nhạn vàng các bạn ạ. Lạ thật. Lúc đầu tôi trồng ở trên một cục gỗ Mãi nó không phát triển được Sau này tôi mới ức chế quá Nên tôi mới nhét nó vào trong chậu này Từ ngày mà để ở dưới nền Cái bộ rễ nó cắm xuống dưới Sơ dừa Trong chậu đen rô Tôi phát hiện ra là cây nó phát triển mạnh hơn rất nhiều Chắc là nó đủ ẩm, đủ dinh dưỡng hơn Nên cây phát triển mạnh hơn, đẹp hơn Và năm nay mới ra được hoa thành ra tôi phát hiện ra là những cây lan đơn thân đấy các bạn cứ trồng vào trong chậu đi tuyệt vời lắm dendro gì đây các bạn các bạn xem tôi tách âm này sau khi mà tôi tách âm thì có một cái sự khác biệt rất là lớn Mầm ở dưới gốc này, chi chít luôn Cụ này để ra con này, bà để ra con này Mẹ để ra con này Cháu để ra con, thầy chất để ra con Như vậy cái chậu này nó có đến 2, 4, 6 cái mầm Thật là khủng khiếp Đấy là tách âm đấy các bạn Không kích nha các bạn ơi cây đơn thân trồng trong chậu nha các bạn đẹp tuyệt vời cây nhạn trồng trong chậu phải trồng trong chậu như vậy thì mới bón được có phân một cái thôi cây nó lên khác hẳn đủ ẩm đủ nước cây lên khác thật ý cây nhạn tháng 8 đang có nụ này ba nụ này tuyệt vời một vòi hoa kiếm lô hội không biết tên các bạn ạ Cây này tôi được tặng vòi hoa hiện tại dài gần 50cm rồi và hoa này hoa đuổi bông ở trên cùng ấy có khi là tàn rồi bông bên dưới bắt đầu mới nở qua cánh thì lại rất là bay nha cánh bay màu thì nó vừa trắng vừa mỡ gà nửa trắng nửa mỡ gà như kiểu màu sữa vậy đó cần hoa thẳng tắp giả hành cũng ổn chỉ có mỗi cái là lá bị sần thôi không biết là cây kiếm gì đen robu mini zaza công nhận ở dưới này lan nó có nhiều nắng cây phát triển đẹp thật các bạn ạ dàn ở dưới này nắng phải nói là trang trang luôn ý lúc đầu tôi sợ là cây nó còn không chịu nổi nhưng hóa ra là khi mình mới mang xuống thì cây nó sẽ bị vàng nhưng một thời gian sau khi cái mầm nó mới lên đấy các bạn nó đã quen với cái nắng này rồi cây đẹp rất đẹp cho nên tôi nghĩ là mầm nó sẽ thích nghi được còn ví dụ như cây nó đang ở trong mát mà ném nó vào chỗ nắng thật nắng thì nó sẽ không chịu nổi nhưng khi nó được để ra ở trong môi trường nắng thì nó lại rất đẹp thậm chí nhé cái cây hoàng thảo Henry này bệnh tùm lum này các bạn đây nhé lá bị bệnh này ở chỗ không đủ nắng lá đang bệnh mang ra một chỗ nắng trang trang luôn và thoáng ơi là thoáng luôn thì những cái mầm non nó lên không bị bệnh luôn Tự nó vượt qua được cơn bệnh và những cái lá non của cái cây chính cái cây bị bệnh cũng không bị bệnh không lây luôn sướng không các bạn nó tự lướt qua được cơn bệnh khi mà đủ nắng và đủ độ thoáng nhưng mà giá thể phải ẩm nha các bạn giàn vừa nắng vừa thoáng mà giá thể lại còn khô nữa thì cây chỉ cũng ngỏm thôi nên đôi khi ấy, chúng ta áp dụng những cái chiêu trò và kỹ thuật của người khác chúng ta phải áp dụng cho nó đúng bài áp dụng cho nó chuẩn từ a cho đến z chứ mình không thể nào áp dụng theo kiểu gọi là từng chiêu từng chiêu được người ta chia sẻ cho mình một bộ một bộ đồng bộ về kỹ thuật một tổng hợp về kỹ thuật mình lại áp dụng một chiêu ở trong cái đống đó thì cuối cùng ra nó đâu có đầy đủ đâu có thể áp dụng được về ánh nắng mà không áp dụng được về độ ẩm tiểu khí hậu thì cũng móm mà. Cho nên là dở nhất là đi học từng chiêu mà không học theo hệ thống. Đã học, đã áp dụng là phải áp dụng theo hệ thống. Chứ tuyệt đối không được áp dụng theo chiêu. Tôi chia sẻ kỹ thuật rất là đầy đủ và rất là dài dòng có nhiều người ấy, mắng tôi nói chuyện dài dòng quá nhưng mà chính những cái người đấy ấy, sau khi mắng tôi dài dòng thì lại nhắn tin hỏi tôi là anh ơi cho em hỏi tại sao em cũng bón phân như anh mà cây của em lại không phát triển hoặc là anh ơi cho em hỏi cây của em ấy em cũng trồng bằng sơ dừa như anh cũng trồng bằng new jitaki như anh nhưng bộ rễ lại kém thế. À. Thì bây giờ ông áp dụng một chiêu ở trong một cái đống kỹ thuật thì làm gì mà hiệu quả được? bằng người ta đã chia sẻ tổng tổng quát tổng hợp rất nhiều yếu tố phân này nước này thuốc này nắng gió giàn, nhiệt độ độ ẩm bao nhiêu ngày thì tưới một lần thì không thèm xem đâu lại mắng ngược người ta là chia sẻ dài dòng. Dĩ nhiên clip này tôi không chia sẻ nhiều về kỹ thuật, tôi chỉ mời các bạn đi ngắm hoa là chính thôi. Cái hoa này hai cái tai nó dựng lên trời này các bạn. Còn cái bông này nhé. Tai nó lại cắm xuống đất thế này, thế là thế nào các bạn nhỉ? Lạ. Lại ngược ngược. Bụng ngửa lên trời, phơi bụng lên trời. Đấy đúng là kỳ hoa dị thảo cây này là cây đen rô gì ấy các bạn nhỉ hôm qua tôi mới cắt đi một rổ hoa của cái cây này nhiều hoa quả suy cả cây luôn thập hoa trắng tuyền trắng tươi tinh, tinh khôi luôn Mũi cũng trắng các bạn ạ Như vậy thì từ đầu clip cho đến giờ các bạn đã thấy được tôi đang có 4 đến 5 loại thập hoa trong giàn Còn đây là cát lay ra một lá Phê, thật sự là cực phê Rất là phê luôn nó tươi và bông vừa tươi vừa to vừa thơm vừa dễ ra hoa dễ trồng dễ chăm sóc lại còn rẻ nữa tuyệt vời các bạn ha đây mới thực sự gọi là hoa gọi là ngắm hoa đúng nghĩa luôn bảo sao mà có những giai đoạn rất là nhiều các cái giống lan khác được mọi người ưa chuộng được mọi người săn đón. Nhưng riêng về cát Lai ra thì nó chưa bao giờ bị người ta quên. Vẫn luôn có những cái hội yêu cát Lai già, hội thích cát Lai ra Hội đam mê cát và có những cuộc thi dành riêng cho cát. Đến nay tôi chơi lan và trồng và ở... chơi chơi lan thì được gần 20 năm. Nhưng trồng và chăm sóc lan, làm kinh tế từ lan thì được 10 năm tròn rồi. Thật sự là cái cây cát này ra từ trước cho đến giờ vẫn luôn luôn là đẹp. 10 năm trước vẫn đẹp và bây giờ vẫn đẹp các bạn. Ngoài ra thì độ này tôi còn nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm và trồng thêm bông Brassavola hay còn gọi là bông nữ hoàng bóng đêm thật sự nó cũng rất đa dạng và phong phú luôn tuyệt vời các bạn ha Brassavola savola phải nói là kỳ hoa dị thảo hay thật cái cây của nó chỉ có một tép bé bé với lại một cái lá thôi mà nó ra hoa đẹp như thế đấy các bạn một bông cát e ấp còn vườn này thì nó chả khác gì một cái công viên hoa cây thì bữa nay nó như rau muống luôn thật sự các bạn luôn như rau muống một mặt hoa rất sáng màu đây là cây phú thọ giả hạc Phú Thọ, mặt hoa thứ hai của lô Phú Thọ, mặt hoa thứ ba của lô già hạc Phú Thọ, bông thứ tư còn chưa nở hết, đang e ấp, bông thứ năm. bông thứ sáu bông này mắt đậm thật bông cũng bự bông thứ bảy ồ rất hay cánh bay lưỡi trái tim tôi đang ươm kỳ kì kìa các bạn đây là bông thứ 8. Sai hoa thiệt. Đây là kỳ của cây phú thọ. Bông thứ 9. Bông thứ 10. bông thứ 11 bông thứ 12 Bông này là tôi ưng ý nhất trong cái lô lô Phú Thọ này, giả hạt Phú Thọ này. Như vậy là hôm nay trước mắt là nở được 12 bông đang nở. Còn lại nụ thì rất nhiều. Nụ kìa. Đó. Nói chung là lúc nào có hoa tôi lại chia sẻ với các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sang bên này để ngắm lô giả hạc Hòa Bình nhé. Các bạn xem là bông Hòa Bình này. Bông này nở ra thì phải nói là rất đẹp luôn. Khẳng định luôn đấy. Tiếp theo này. Hòa Bình này. Sổ số thôi. Giàn của tôi thì sổ số là chính. Có những bông rất là duyên. Và có những bông thì cũng Ô, tạo tạo. Bông này duyên ha các bạn ha. Màu tím đậm. Mắt đậm. Cánh bay. bông này cũng duyên này bay khuôn khá là chuẩn bông này thì kém duyên hơn một chút bông này hôm nay mới nở còn đang e ấp cũng là một bông hòa bình luôn hòa bình hôm nay ở trong này nở được khoảng gần chục mặt hoa ngoài ra có bông trắng này các bạn bông trắng này gần tàn rồi đã chưa trắng một cách tinh khôi luôn trắng mơ màng luôn thân nù rụt cây này á nó là cây nét to giả hạc nét to trầm nét to tóm lại là gọi là cây nét to rất thơm nha các bạn rồi tiếp theo đến một số cây vân châu đây là một bông vân châu này hôm nay mới e ấp bông vân châu tiếp theo tàn rồi và đây đây cũng là một bông vân trâu Nói chung á, là hoa của nó cũng hên xui thôi Sổ số kiến thiết thôi Cứ tạm gọi là sổ số kiến thiết lâm hà đi Và đây, đây là bông Brassavola Hoa cam, hoa đổi màu Brass các bạn ạ Bên này nữ hoàng bóng đêm đó Hay, rất hay Chơi bông này được đấy Bình thường thì bông brad là nó thơm vào ban đêm Nhưng riêng cái bông này lại thơm ban ngày Thế nó mới sướng chứ Bên này tôi còn một cây brad nữa Và đây là một cái Cây cát lay ra Hoa của nó phải nói là to dã man luôn và khuôn hòa cực kỳ chuẩn hôm nay e ấp nha chắc mai mới nở hết đấy trời ơi các bạn xem này bông nó tròn xe luôn năm cánh và cái chóp lưỡi nó nằm ở trên một vòng tròn luôn nha tôi cũng không biết cây này tên là gì nhưng mà về cơ bản thì đang có tôi chỉ có một giò thôi nên là các bạn cũng đừng hỏi mua tôi cũng chưa nhân giống được Rồi đây là cây giả hạt di linh hè Cảnh bay thế chứ Nhưng mà tàn rồi Nét Di linh hè đây các bạn Wow Đã chưa Di linh hè nữa này Chuẩn hè luôn Khỏi phải cãi đây là cây tam bố di linh hè các bạn nhé cây kiếm của huế tiên vũ huế thân thủ rất đẹp cần hoa cũng đỉnh đấy hoa thì khá đặc sắc thơm chỉ là hoa mắm hơi tối một chút Nhưng mà cũng nhiều người thích đấy Chứ không phải không có ai thích đâu các bạn Đây là lô bắc cạn Giả hạc bắc cạn Bông này của bắc cạn khá đặc sắc này Bông này đáng chơi các bạn ha Đáng chơi đấy Bông này cũng của bác cạn Xem nào Khá đẹp Bông này là Ta ly -li di linh hè Bông ta -li, các bạn nhé Giả hạc ta -li. Nhìn cũng gần gần như bông châu như Nhưng đây không phải là bông châu như đâu ạ Ồ. Bông này nhìn gần thành bông hồng rồi. Nhưng mà mắt tím, mũi tím thì không không hồng được. Tiếp theo là đến bông Lâm Khuê Phúc. Giả hạc hòa bình Lâm Khuê Phúc. Mấy bông này nở được khoảng tầm 5 ngày rồi các bạn. tôi phải thừa nhận với các bạn là bông giả hạc nó cũng biến thiên năm ngoái nở khác năm nay nở lại khác nở ở ngoài hà nội khác nở ở trong lâm đồng lại khác bông trắng cũng là một bông nét to nhưng khuôn bông này kém duyên hơn khuôn bông nét to vừa nãy kém sắc hơn đây là một bông bắc cạn thân thủ khá đẹp các bạn nhé lá mít này lá mít này bông rất là sáng màu đây cũng là một bông bắc cạn nữa và đặc biệt hôm nay có được cái bông vũ nữ hoàng hậu đây được gọi là cây hoàng hậu nhưng nó thuộc chi vũ nữ cần hoa dài khoảng tầm 60 cm hoa rất là khít tươi tắn xanh ngọc rất đẹp đặc sắc ra hoa nằm teo cả giả hành luôn các bạn ạ còn cái này đang có nụ này cái hoàng hậu hoàng hậu xanh hiện tại thì tôi có 3 chậu hoàng hậu xanh trời hay phết đấy cái củ này ấy, nếu mà không có gì thay đổi thì lứa sau có thể to bằng lon bia hồ điệp trồng ở trong chậu dớn vụn và sơ dừa. Bón Ben 01 và 20-10-10 để ở một chỗ ít nắng. Không đùa được với mấy cái hồ điệp này các bạn. Hay phết, trời rất hay. Chỗ này có một bông gì đây? Giả hạc gì đấy, cũng không biết nữa. Chỗ này thì nó bị lẫn rồi, nên không biết được vùng miền. Cây này là cây trúc lan Epidendrum Trúc lan Trúc lan này ra hoa quanh năm Hoa đuổi Hôm trước thì cái lô trầm rừng Myanmar nó ra rất nhiều hoa. Hôm nay hết hoa rồi. Đây là bông giả hạc hòa bình này các bạn. Bông to thiệt. Bữa nay chỉ còn toàn là mầm thôi. Mỡ thật. Clip này dài quá rồi. Cuối clip tôi mời các bạn ngắm cái lô lan trầm giống của tôi. Lô này tôi vẫn đang nhân giống. Đây là một cái lô trầm 171 nó lẫn giữa cây 6 cánh. Trầm 6 cánh. Và trầm siêu đậm. Đây là trầm 6 cánh. Quay ngang, quay dọc thì nó hoa nó cũng nhìn cũng gần như nhau thôi. Như 6 cánh mà các bạn. Này. Đấy, và siêu đậm. Nói chung là nó sự kết hợp lẫn lộn, tùm lôm hết. Không biết đâu mà lần. Chỉ có bây giờ đang nở thì biết được cây nào là sáu cánh, cây nào là siêu đậm. Các bạn thấy nó đậm không? Đậm tím ngắt luôn. Cây này tàn rồi. Cây trầm này ấy, cũng tùy chỗ nha tôi phát hiện ra là có những người trồng nó không được đậm đâu có những vùng nó cũng không được đậm đâu. khí hậu nữa chế độ chăm nữa các bạn như ở trong giàn của tôi ấy, thì đa số là rất đậm đậm đen luôn này các bạn phê thật sự luôn rất thơm Clip đã rất là dài rồi các bạn ạ Tôi hy vọng là clip này sẽ mang lại cho quý vị một góc nhìn nào đó về hoa Để chiêm ngưỡng hoa đi du lịch ngắm hoa qua màn ảnh nhỏ Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau Chúc các bạn gặp nhiều may mắn Có nhiều hoa để chiêm ngưỡng, để chơi, thưởng thức Và có niềm vui khi mà ngắm hoa nếu ai đang làm kinh tế từ lan mong rằng mọi người sẽ kiên trì với cái ngành nghề mình đã chọn giai đoạn này nó đang hơi trùng một chút cũng không phải là hơi đâu mà rất trùng đi nhưng mà đây chính là một cái giai đoạn xã hội bày ra một cái sảng để lọc lại những người thực sự là coi ngành lan là một cái nghiệp chứ không phải chỉ đơn giản là một cái nghề hay là một cái công việc kiếm tiền bình thường mà đây là một cái nghiệp những người coi lan là nghiệp sau giai đoạn này chắc chắn sẽ có sự nhảy vọt còn bây giờ thì tôi chịu khó là chịu khó là ăn khổ ăn sở một tí đi ạ chịu khó vất vả một chút chịu khó đói một chút chịu khó bị thiên hạ họ ném đá họ rầy họ la hoặc là anh em bạn bè người thân khuyên nhủ nên đổi nghề chuyển nghề đi chịu khó giả điếc một chút chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn